Theo phân tích của báo Ukrainska Pravda, cuộc tấn công của Ukraine vào cảng Novorossiysk của Nga vào tháng 8 năm 2023 có tầm quan trọng chiến lược, giúp Ukraine khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc. Chính vì vậy, Ukraine đã quyết tâm thực hiện kế hoạch này bất chấp nguy cơ làm vật ý các đồng minh. Ý tưởng. Tháng 7 năm 2023 đánh dấu thời điểm hết hạn của sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, mà do đó Ukraine có thể vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen. Nga từ chối gia hạn và bắt đầu tăng cường tấn công các cảng khắp tỉnh Odessa của Ukraine. Tuy nhiên, Kiev dường như đã lường trước tình huống này. Theo báo Ukrainska Pravda, giới lãnh đạo Ukraine quyết định phải đáp trả hành động không kích hạ tầng cảng của Nga, và Nga phải hiểu rõ là không có nơi nào ở Biển Đen mà tàu chiến Nga thoát khỏi tầm tấn công của Ukraine. Hơn nữa, Kiev muốn cảnh báo trực tiếp với Moscow rằng cuộc chiến nhằm vào hạ tầng cảng sẽ là chuyện ăn miếng trả miếng. Mục tiêu. Cảng Novorossiysk khi đó là nơi trú đóng của một số tàu chiến của Nga di chuyển đến từ Crimea sau khi Ukraine tấn công vào quân cảng của hải quân Nga ở Crimea. Thứ trưởng hạ tầng Ukraine Yuri Vaskov nói, bất kỳ sự cố nào trên biển cũng đều gây bất lợi cho người Nga, vì điều này ngay lập tức dẫn đến chi phí bảo hiểm và vận chuyển hàng hóa cao hơn. Ông Vaskov giải thích, đối với các công ty bảo hiểm toàn cầu, toàn bộ Biển Đen là một khu vực. Do đó, bất cứ bất trắc gì dù xảy ra ở cảng Odessa của Ukraine hay cảng Novorossiysk của Nga, chi phí bảo hiểm sẽ đồng loạt tăng vọt trên toàn khu vực. Chuyện gì đã xảy ra? Xuồng không người lái tự sát mang tên Kosak Mamai do Ukraine thiết kế đã hướng ra biển vào đêm 3 tháng 8 năm 2023, hướng đến cảng Novorossiysk trong một nhiệm vụ chiến đấu cần độ chính xác cao. Đến rạng sáng 4 tháng 8, một xuồng không người lái đã tấn công gây hư hỏng nặng cho tàu đổ bộ Olenegorsky Gonyak của Hải quân Nga hôm 4 tháng 8 năm 2023. Một ngày sau, một xuồng không người lái Mamai khác tấn công tàu dầu xiết của Nga ở phía nam eo biển Kerch. Ukraine ước tính thiệt hại kinh tế của Nga chỉ riêng từ hai cuộc tấn công ở Novorossiysk đã lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ, bên cạnh hai tàu bị hư hỏng nặng trong các cuộc tấn công. Vũ khí bí ẩn. Mãi đến hôm 25 tháng 12, cơ quan an ninh Ukraine mới lần đầu tiên công bố thông tin về xuồng không người lái Kosak Mamai. Phương tiện này có thể di chuyển với tốc độ 112 km/h và được Kiev mô tả là vật thể nhanh nhất ở Biển Đen. Theo những thông tin ít ỏi được tiết lộ, xuồng Kosak Mamai dài 6 mét, được trang bị camera giám sát và thiết bị thu phát tín hiệu vệ tinh. Xuồng này còn có khả năng chống đạn. Hiện chưa rõ Ukraine có bao nhiêu xuồng Kosak Mamai và Kiev đã sử dụng phương tiện này ở những cuộc tấn công nào tính đến nay. Đồng minh không vui. Nhiều đồng minh của Ukraine đã không hài lòng với quyết định tấn công cảng Novorossiysk của Kiev. Cảng này là trung tâm trung chuyển dầu lớn. Các tập đoàn khổng lồ của Mỹ cũng dùng cảng này để trung chuyển dầu xuất sang Kazakhstan. Ngoài ra, xuất khẩu vùng xám dầu Nga dưới danh nghĩa các thương hiệu khác cũng thông qua nơi này. Theo Ukrainska Pravda, Kiev đã nhận được những cảnh báo ở mọi cấp độ từ các đối tác liên quan đến kế hoạch tấn công cảng Novorossiysk. Tuy nhiên, Kiev quyết tâm đặt cược cho ván bài đầy rủi ro này. Kế hoạch được cho là đã thành công khi Nga giảm phong tỏa biển và Ukraine công bố hành lang xuất khẩu tạm thời trên biển vào ngày 10 tháng 8 năm 2023. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.